Đấy, cái tình trạng khi mà nó bị như này thì không điều khiển được rồi, đúng rồi. Mình xem trên mạng nó sớm nói thì sẽ là được. rất nhiều cái tivi dọc Toshiba bị Đúng hiện rồi, tượng như này, đúng rồi. Người ta ý kiến nhiều, là mai hỏi về trung tâm xem là xong là up cái YouTube mới không nhận. Không nhận để báo YouTube mới.